Partner. Partner. Relationship. Relationship. Previous. 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 Marriage. Marriage. Owned. Own. Married. Marriage. Adventures. Adventure. Adventures. Adventures. Adventure. Trước cô dạy nhóm ID chưa nhỉ? Rồi cô mà quên chưa? Quên về phải xem lại. Dần dần cũng nhớ là video cái ID nằm ở đâu luôn. Ghê không? Xem chưa? Cái nhóm ID mình gặp thường xuyên luôn á. Hôm nay mình ôn lại một chút vậy đi nhé. Sắp tới ôn lại phần ES nữa. Mình thiếu âm đuôi nhiều hả? Thôi đọc cho cô nè. Wanted. 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 Needed. Needed. Về nhà xem lại video khúc này và đọc theo những âm này, theo năm tháng này em sẽ quen dần nhé. Helped. Helped. Looked. Look. Watched. Watch. Watched. Watch. Laughed. Laughed. Breathed. Rest. Breathed. Rest. Kissed. Kiss. Cái nhóm này là chữ T nhé. Danced. Dance. Kissed. Rest. Called. Call. Leaned. Lean. Offered. After. Damaged. Damage. Loved. Love. Used. You Followed. probably Enjoyed. enjoy Amazed. amazing. Cái app cô gửi là nó là giọng đọc thật chứ nó không phải là AI đọc, cho nên lúc mà em nghe máy đọc em sẽ nghe được cái âm mà người ta nối hai âm lại với nhau, nó link á, gọi là linking sound. Và nghe được thì cứ tập dần nhé. Ví dụ như có 10 chỗ nối mà mình nối được hai chỗ thì hôm sau mình sẽ tăng lên được 3, mình sẽ tăng từ từ lên. Cái gì nó cũng phải từ từ lên. Về xem lại cái bản này, video khúc này và người viết ra nhé. Thực ra mình chỉ cần nhớ hai nhóm này thôi. Tại vì cái nhóm này là tất cả những âm còn lại trong cái bảng chữ cái đó. Vậy em nhớ cho cô cái nhóm này xong và từ đây sau em nhớ cái nhóm nhóm này nó không thuộc những cái âm này thì mình cứ đọc thành chữ chữ đệ là được ha. Rồi hôm sau thì cô ôn lại cái nhóm SES. Rồi đọc cái bài này rồi trả lời nào. What should Tracy do? Hey. A, B, or C? Hey. She should leave him and find someone who is nearer her age and shares her interests. There is a that. How about you, Zhao? Zhao? Ủa? Cái này không có đáp án, cái này là ý kiến của mình mà. Ủa? Đây tư trang mấy rồi cô? 82. À. Zhao, what do you think she should do? I think See. She had a boyfriend. She loved a man. That man divorced. That man's already get married. And he divorced. And then he met her. And bạn that thấy chiều woman dài loved không bờ. him. So he's been married. He had children. He owned a business. She feel worried. Ông này ông có vợ, tức là ông đã từng có vợ và ông có con nữa. Là con ổng chắc cỡ bằng tuổi bà này thôi. Vậy không tới đâu chắc. Nếu mà old business thì làm sao mà bằng tuổi, nhỏ hơn chút ha, nhỏ hơn Nếu kém. mà cỡ 20 22 mà ổng sinh con thì là bằng tuổi bà này chắc rồi.
business chắc ông này cũng phải 20 mấy tuổi mới lấy vợ nha. Tiền 30 thôi, 30, 30. 10, ok. Giao B. B. She should think hard about what kind of man she really wants to be with before making a decision. Cô này nên suy nghĩ là cô cần người như thế nào. Nếu mà bà cần đúng cái ông này thì bà đưa ra lựa chọn. Còn bà thấy không cần thì bà đi. Còn Đạt là thẳng tay luôn. Mày tìm thằng khác cho tao. Có nghĩa là Em thấy cái C nó hợp lý hơn. nhìn tính cách là biết hai đứa chọn là biết tính cách của hai đứa rồi đó. She should stay with him if she loves him. Being with an older man has advantages as well as disadvantages. Câu C là nó khác nha. Câu C là nó bảo là ở bên cạnh một người lớn tuổi hơn thì có nhiều điểm tốt hơn, tức là dễ được Thì tại nuông. vì lúc đầu nghe nói là mối quan hệ của hai người cũng tốt đó cô, nên là thôi cho cái hướng tích cực nhất. Thực ra là Nhưng mà cô chọn B ra, có nghĩa là con nhỏ đó phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của nó. Khi mà em yêu cầu, em đưa ra lời khuyên, mình nên đưa ra lời khuyên trung lập. Tại vì khi em bảo là mày bỏ thằng đó đi, sau này con này nó quen thằng khác khổ hơn, nó đổi thừa em đó. Mày suối ngu đó. sau này hai người đó đám cưới cái mời em đi là sượng sơn. Đó, còn ví dụ như em bảo là thôi cứ ở bên cạnh người này đi, ông này ông tốt mà, nhưng mà sau này con nhỏ này không hạnh phúc, nó sẽ đổ lỗi cho em. Cho nên em phải nói là gì? Think hard, think carefully before you make a decision. Sao chọn chắc cứu nè, mày tự quyết định đi. Cái này là thực sự là tự quyết định đó, mình là phải be responsible for your own life. You should be responsible. Responsible for your own life. When you should think carefully before you make a decision. I know Zhao often ask that for advice. Đạt lần sau đừng hỏi Zhao nữa. Không, Zhao đừng hỏi Đạt nữa nha. No, nhất định Bây giờ phải hỏi. nhất định phải hỏi hả? Rồi chết. Ok. Không thấy gì chứ, bạn bè em rất là nhiều đứa tin tưởng hỏi em lời khuyên. Thực ra là như thế này, Đạt thì sẽ đưa ra dứt khoát luôn, cái nào mà không chắc thì thôi Đúng, mình ném đi. Nghĩa là em kiểu là em là kiểu là cái gì thì nó ra cái đó đi, đúng, cho em nó vậy luôn, được thì được, được thì giữ, không không được được thì thì thôi. khỏi mất công lòng vòng Kiểu mệt là mỏi. thà đau một lần rồi thôi chứ đừng có Giờ nhây nhây hoài mệt lúc đó chia tay là do Đạt xúi hả? không? Hả? Chào chia tay là đại suối đó Trời trời, nó yêu đương qua đường lắm cơ, không? Ok. gì vậy? Ok. Không, nhưng mà cái tính Đạt bớt khổ nè, tính Đạt là cái gì nó lẹ đi, nó khỏi mất công là nhây đúng không? Rồi. Có 4 ngày mình nó yêu rồi cô, Bao nhiêu? 4 ngày là nó đã có một tình yêu rồi, có 4 ngày còn em mất cái tận 6 tháng mới có Ý là giờ có rồi á hả? không. Thật ra tình yêu mà sao mà đếm ngày vậy, đếm tháng gì ghê vậy? Em One nhảy không có person đếm find nhưng a new love and one is 6 months to forget không đếm nhưng mà trung bình đó person. Ok, on average. On average. That needs 4 days to find cô. a Nhưng love. mà trước cái 4 day đó là 4 year four years. Tức là ông đã vượt qua cái giai đoạn nó gọi là chaos rồi đó. dạ Chaos. đúng rồi. Ổn rồi, cho nên sau này ông bình thường lại, đúng không? Everything will be okay. Cái này 6 tháng đúng không? Vài ngày nữa mất 6 giờ có tình yêu mới cho coi. Đúng rồi đó cô. It depends on the kind of person you are. It depends. Okay, you need 4 years to recover from your heart's previous heart. But now in the future, that will say
okay, we continue. If I think you are not okay, say Ok, goodbye. Okay, it depends. Con trai thì nên tìm người nhỏ tuổi hơn nhưng mà đừng nhỏ tuổi quá. Ý là em mình cũng thích nói người chung nhỏ chung tuổi hơn. Không lộn, em thì em lại thích người bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn. vậy. Sao? Cắt cái khúc này gửi cho người yêu đó nghe không? Nha. Không, tại vì trước đó em quen người có tánh trẻ con, em cảm thấy nó hơi mệt. Thực ra là hồi sáng nay mới nghe một ông 28 tuổi cưới một bà 23 tuổi nè. Bà này cưới về là chỉ có ăn với ngủ thôi đó. Mà còn ngày nay con gái nó hai kiểu, cái là lên trên mạng và nghe những cái video xong rồi share tâm trạng đó. Share xong rồi về trách móc người đàn ông như thế này. Thật ra là muốn khi trách móc thì bản thân nhìn mà nhìn lại mình đã đủ cái gì đó để trách người ta chưa. Không mà không biết là nghe như thế nào nhưng mà nghe một phía thì thấy cũng chưa được lắm. Tức là mình nghe mấy phía thôi nhưng mà thường nhá, thường mà ví dụ ha, cái người đã ba mươi mấy tuổi mà lấy con nhỏ khoảng 24 25 tuổi thì nó cũng trải chừ đời cũng vài năm rồi. Ở cưới con nhỏ, tức là cưới con nhỏ 23 thì 23 mà cưới cách đây 2 năm thì suy ra cưới năm 21 tuổi. À, về làm như bà nội người ta. Ok. Nói chung là em muốn người ta cái gì đó thì bản thân em phải có cái gì đó chứ không thể nào đòi hỏi quá nhiều. Should and shouldn't ha. Should ghi là advice nhá, được đưa ra lời khuyên nè, khuyên nè, bảo là nhắm được thì được thì quen tiếp, còn không được thì chia tay nha đó. Ok. 141 làm cho cô bài trang 141 nè. Đáp Should em. assurance now repeat after me. Wait. 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 Long hours. Long hours. Smoking. Walking. Mình chưa có tập được nhiều nhưng mà những cái âm S mình nhớ được được mình đọc như bật ra nhé. Vegetables. Vegetables. Sugar. 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 Exercise. Exercise. Ok, 1 phút là mà. Là đi hẹn hò hay sao mà đại học sớm thì đã. Dạ không, bữa nay có bạch ti. Công ty ở đâu? Công ty á hả? Dạ không, ở nhà bạn á cô. Mấy giờ đi? Nó hẹn 5 giờ. Mà em nói chắc đến chị. Rào number one. You said that was really long hours every day. Number two. You should stop smoking. Number three. You should eat more fruits and vegetables. Eat. Number four. You shouldn't put so much sugar in your coffee. Number five. You should start doing some exercise. Exercise. Number six. You should bring less alcohol. Alcohol. Seven.
should bring more water. Number You should go to bed so late. late, so late. Can I So repeat? May scarf. scarf. Need the break. Need Stressed. right. Stressed. Stress. Dangerous. Dangerous. Okay. Number one. You Scarf. just wear a scarf. You It's should. really cold today. Yes, you should. You should. Number two. Exam tomorrow. Supposed I study. should. I should Study. study this afternoon. Đọc hết câu. I have an exam tomorrow. Number three. Relax Relax a holiday. holiday. Book a holiday. You should book a holiday. You need a break. Number four. You look truly ill. Look when you switch and dry. You should then at work to be assertive, so you need to be Be at work. you shouldn't be at work. Number five. She should relax more. She's very stressed at the moment. Yes, at the moment. Number six. You shouldn't cry so fast. This was very dangerous. Okay. Shouldn't drive. Parents should spend more time with their children. Yes, should spend more time with their children. So the last one. Should or shouldn't buy? You shouldn't buy him an iPad. He only 7 years old. Okay, he's only 7 years old. The next exercise. Chúc cô gửi anh em làm phần này rồi đúng không? Ok. What should Peter Annabelle? Annabelle and Peter do. They should tell their 25-year-old son that he can't go on holiday. Tiếp tục đi nghỉ. Sorry, go on holiday. Đi nghỉ dưỡng. Cannot. He needs to save money. They should let him go. Everybody needs a holiday. They should let him go, but they should ask him to stop paying the rent. Nghe lại cái khúc này nhé. Đây nè. 8.5. Repeat after me. Problem. Problem. Expensive. 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 It's expensive. Independent. Independent. Absolutely. Absolutely. Works full time. Work full Okay. time. Không có từ mới đâu. Independent, what does it mean? Tự lập ha. Dependent là phụ thuộc, independent là không phụ thuộc, hay là tự lập đó. Ví dụ đất nước thì là đất nước độc lập, còn con người thì là con người tự lập. Ok, listen again. Hello, I'm Annabelle. And I'm Peter.
Hi there, Annabelle and Peter. What's your problem? We've got a son, Jamie, and he's 25. He's a chef. But he still lives with us because he says it's too expensive to rent a flat and he doesn't earn enough money. He gives us some money every month for bills. Not much, but a bit. And you know it's nice to have him at home, but we think he needs to be more independent. Yes, absolutely. But last week, he told us that he's planning a 2-week holiday to Mexico with his friends. I mean, it's true that he works full time and we know he needs a break, but we really think... Yes, we don't think he should go on an expensive holiday when he doesn't give us much money. We think he should save his money so that he can get his own place to live. Should we tell him that he can't go to Mexico? Because what is the problem? What is the problem? Nothing, Anne. He doesn't earn enough money. But he wants to go to Mexico with me. With rain. Yes, he doesn't earn enough money, but he wants to go on holiday with his friends. This is the problem. Okay, so look at number one. What should they do, Zhao? What should they do? I think he should. I think. Are they? Let him go and should ask him to stop paying the rent. Okay, how about you, Dad? What do you think they should do? Cái này là ý kiến của mình nha, không có đúng sai á. Ấy, Dad two A's. He can't go. If he to stay and your mom don't let you go. Okay. So they say that he can't go. I need to save money, but Zhao think that he can go, but he also need to pay for the rent. Okay, so listen to the expert. Coi ông kia ông nói gì nhá. Okay, the expert. Eight point six. You know, to be honest, I think you're being a bit hard on him. I mean, he's only 25. It's good that he has a job, and everybody needs a holiday. My advice is that you should let him go to Mexico. But when he comes back, you should sit down with him and talk to him about starting to pay rent. That way, he'll understand that he needs to start planning for the future and to start thinking about renting a flat. But I know from talking to other parents that there are a lot of young people still living at home in their 20s and 30s, and some of them don't even have jobs. So, in many ways, I think you're lucky. You see? That's just what I think. So the answer is, according to the expert, thì ông chuyên gia thì ông chọn gì nhỉ? C. C. The expert. Expert to C. Let him go, but ask him to pay for rent. Start thinking about a rent, renting a flat. Okay, the next one. Repeat saying to me, what should Nick do? Mình nghe hai đoạn nhé. Nhưng không có nhiều từ mới đâu nha. Từ mới hai đứa nha. Okay. Nghe để ngồi rèn âm với lại xem lại nội dung mình làm. 8.7. Hi there, I'm Nick. Hi, Nick. So, what's your problem? Well, I've been with my girlfriend for 3 years. We have a really great relationship, although we're quite different. She's clever and popular, and I'm, quiet and hardworking. Anyway, now she wants to move to London because she thinks she can get a better job there. And she wants me to go to London too. You know, London's much more exciting than Bolton, where we live now. But I have a good job in Bolton, and I get a good salary. I mean, the idea of moving and having a new life is like a dream, but for me, that's what it is. I mean, it's a dream. It isn't real. What should I do?
Should I follow my heart and move to London with her? Or should I stay here, where I know I have a good job, but possibly lose my girlfriend? Okay, so to summarize, what is Nick's problem? Bạn nào, what is Nick's problem? Đạt. Hey. Nghe cô hỏi gì không mà ai với BGC vậy? Problem. À, problem hả cô? Problem. Anh đang nhắn là... tin. Cắn cô. Làm gì làm đó, đang hỏi problem đó, ABC đi. Lẹ, what is the problem? Problem là his brain want to go London. First, he don't want because the important if they a good child. Yes. Girlfriend wants to move to London to find a good job, but he doesn't want to move to London because he wants to stay in Bolton. He has a good job with good salary there. So he doesn't know how to do. Okay. What is the expert advice? Tập trung vào 8.8. I think you should sit down together and talk about your dreams for the future and see if they are the same dreams. If they are, and you can see a future together, then the first thing is for her to look for a job in London. If she finds one, then maybe she can move there first, and you can go at weekends and see how you feel about life there. Thanks a lot for that. I think that's really good advice. I'll go and let her know now. If they are the same dreams, what does it mean, Sao? Tìm kiếm cái... Nói chung một chí hướng. Đúng rồi, đang nói về có cùng chí hướng với nhau hay không. Nếu không là coi như nó vỡ. Mấy con người tình yêu tội nghiệp nó vậy. Không, cái này là chuyện bình thường em. Ví dụ em với người yêu của em mà đi cùng hướng thì sau này mới đi được với nhau á. Cũng như một đứa là... thích đi hướng này, đứa thì hướng kia, thì sau này dù có đến với nhau thì cũng sẽ bị vỡ ngay khúc giữa đó. Cho nên phải cùng hướng mới đi được với nhau. So, Zhao, what is the expert advice? Lời khuyên kìa. If she finds one. Những cái bài này con xe luôn đúng. Con what? A. Con A. Mày chọn A rồi. A. The expert advice is A. Đọc lên. Thằng này là xem hay nít nhỉ. Nghe là nít hả? Thấy không, hai đứa rồi. Ngồi trong phòng học mà tâm hồn bay đi đâu rồi. Next. Next. Em chọn A. A. Say what is the advice? Tóm tắt lại cho cô nè. Nãy Đạt tóm tắt được rồi đó. Mình á. What is that? What is the advice? The first thing is for her to look for a job in London. Yes. And then? And then maybe she can move there first. You can go at weekend and see how you feel about life there. Okay, so move. First, let that girl go to London to find look for a job first. After that, the boy Nick can goes to London to visit her. If they find it suitable for them both to stay in London, he can make the decision. Chứ bây giờ chia tay cũng không được mà không chia tay cũng không được. Ví dụ chia tay một cái xong sau này thằng này nó hối hận. Không chia tay thằng này nó chuyển tới đó, nó sống không được. Đang lựa chọn giữa tình yêu và tự nghiệp. Nên là mới bảo là let that girl go to move to London first. Chỗ này mình nghe nhưng mà mình phải paraphrase lại cho cô nhé. Tức là mình đang luyện cái cách ideas của mình. Đây là từ của người ta hả? Tập trung vào hai đứa. Nick Chen gì đây. Rồi, đổi vai nè. Giàu là người paraphrase cái phần problem.
Còn anh kia là advice nhé. À. No vocabularies, không có từ mới nhé. 8.9. Hello, my name's Jane. Hi, Jane. So, why are you calling? Well, a month ago, my friend Susan and I decided to go on holiday together this summer to Turkey. So, we planned everything, and I was really looking forward to it, as Susan's an old friend, and I don't see her very often. But the other day, she told me that she was telling another friend of hers about our holiday, somebody I don't know, a woman called Angie. And Angie was really interested. And now Susan has invited her to come too. Susan never asked me what I thought. I don't even know Angie, and I really don't want to go on holiday with someone I don't know. What should I do? Okay, what is Jane's problem? Sven and Susan decide to go holiday together this summer in Turkey. First Susan Susan invite that to go with them. Susan invite her friend. But then don't see her very often. So her friend is that, right? No. No. What's her name? What's Susan's name? Oh, sorry, what's Susan's friend's name? Angie. And does Susan want to go with Angie? Yes or no? Susan want to go on holiday with Angie or not? Yes. Yes. Does Jane want to go on holiday with Angie? No. No. Susan and Jane already made decision to have holiday in Turkey. But Susan invite her friend called Angie to join with them. Jane doesn't like Susan going with them. Okay, this is the problem. Em nói sao cũng được, miễn sao em ra ID là được nhé. Ngữ pháp đừng có lo, đằng nào cũng sai. Okay, the next one, I repeat after me, insensitive. 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 Difficult position. Difficult position. Put you in a difficult position. Put you in a difficult position. Sensitive is mean nhạy cảm. When you nhạy cảm, you can think about other person. Before you make a decision, you would think about other one. This is called nhạy cảm. And insensitive is opposite. Cái người nhạy cảm là người như thế nào nhỉ? Nói tiếng Việt á, người nhạy cảm là làm sao? Cái người mà nhạy cảm là người như thế nào? Tả con Mỹ Tâm giùm ta. Hả? Nó y chang gì đó. Mỹ Tâm nhạy cảm. Có hai cái từ nhạy cảm, nó có hai nghĩa nhá. Nghĩa thứ nhất là dễ bị tổn thương. Người ta nói đó, cái gì? Đó. Đó thì là nhạy cảm nha. Có một cái nghĩa thứ hai nữa. Cái nghĩa nhạy cảm thứ hai có nghĩa là có thể thấu hiểu được cái cảm giác của người khác. Trong tiếng Anh nha, tiếng Việt thì cô không biết, nhưng mà trong tiếng Anh từ này có hai nghĩa. Ví dụ như người nói lúc nào cũng quan tâm đến cái cảm nhận của người khác. Người ta nói một cái thôi là đã nhạy rồi, là biết người kia nghĩ cái gì, thì cái này sẽ là sensitive. Vậy thì insensitive có nghĩa là chị này chị không biết, chị không có tâm lý. Chị người không nhạy có cảm. Kiểu là không là người có xu hướng cảm nhận mạnh mẽ với mọi thứ, từ cảm xúc cử chỉ của người khác. Google nó nói vậy cơ. Sensitive giống như là vô tư. Cái đó tiếng Việt hay tiếng Anh? Đang tra tiếng Việt hay tiếng Anh? Tiếng Việt đó cô. Cô đang giải thích tiếng Anh nè. Trong tiếng Anh nó có hai nghĩa, một nghĩa tốt và nghĩa không tốt. Nghĩa không tốt là không nhạy cảm, là dễ bị tổn thương, dễ bị tác động á.
nói một chút là dặn lại bỏ đi đó sensitive, còn một cái nghĩa tiêu một ở cái đây là tiêu cực, còn cái nghĩa tích cực nữa là nhạy cảm này, quan sát cảm xúc của người khác, Một tức cái là là rất ăn một cái người hả. Còn in trong bài này là insensitive, tức là trái nghĩa với cái nghĩa thứ hai cô đang nói nhé, tức là không có để ý tới cảm xúc của người ta mà đã đưa ra quyết định rồi. Rồi nghe lại cái đoạn này nhé. Còn câu nữa là put you in a difficult position, what does it mean? đặt nhiều cái tình huống khó. Đúng rồi, đặt bạn vào cái thế khó, mày đi cũng không được, mình không đi cũng không được. Không thích nhỏ kia mà không đi thì đắc tội với nhỏ này. 8.10. I think your friend has been a bit insensitive, and she's put you in a difficult position. You have several different options. You could say that you aren't going if Angie goes, but then you'll put Susan in a difficult position. Or you could just cancel and suggest having another holiday later with just the two of you. Or you could invite someone else who you like, and then there would be four of you, which is sometimes a better number than three. But in fact, you don't know Angie, and maybe you'll like her. So I think you should try to get to know her first. If you like her, then the holiday will probably be a success. If not, then you should tell your friend you aren't going because you don't think it will work with Angie. You know, a bad holiday is worse than no holiday. Nè, what is the expert's advice? So first tell me A, B, or C. A, B, or C. B. B. Please just get to know her friends and read better and then describe. And then decide. Then decide. Tell me the details in the test that match your decision. First, Jane here want to hang out with Susan, but Susan invited her friend Angie. So now the first option. If you aren't going, you say if Angie go, I don't go. Angie shouldn't appear. So put Susan in difficult position. Okay, so if you cancel and suggest another day, only two of you, this is the first one. This means cancel. The second one, how about the second one? The second one. Invite someone. You can invite Right? you. Someone and then they are four. Lúc này dễ chia đôi hơn. Hả? So, Susan, you bring another one. Okay, I bring another one. This is called that. Okay. So, how about the other's advice? Huh? Get to know because Jen doesn't know Angie. So, she doesn't know Angie is bad or good to her. So she should get to know first. If she say Angie is good, okay, continue. Continue, go on holiday. She's fine, Angie is not good for her, so she doesn't like Angie. Okay, cancel. Cancel, so B. B is the best choice. That get to know Angie first and then make a decision. Ở lần sau mà giàu nó hỏi Đạt ơi tao có nên chia tay con nhỏ đó không thì Đạt trả lời sao? Chắc chắn Nên để tao kêu nhỏ đó làm sao đã để là xem không, con nhỏ nếu nó đã có nghĩ tới định chia tay rồi thì nên vậy luôn hả? em Đúng rồi nghĩ con, nếu đã hạnh phúc thì sẽ không có nghĩ tới định chia tay, vậy còn luôn nếu đã nghĩ tới thì sẽ có một cái điều gì đó không hạnh phúc rồi. rồi ok. Nhưng mà nếu mà vợ chồng mà người ta đã từng nghĩ tới việc divorce thì sao? Nên divorce. Cái đó là khác nữa, từ đó nó lại nhiều vấn đề hơn nữa. từ. Cái đó khi nào đã kết hôn đi rồi tôi vẫn mới Đúng rồi đó. được. Thôi mày kết hôn đi rồi tao tính. Nha.
Ok. À, thực ra là cái việc mà đối với mình nhé, đối với ở bản thân em trong cái trường hợp đó thì người ta đưa ra lựa chọn, người ta nói cho mình biết là if you think of breaking up with your partner, so when you think of that, just break up. But when someone asks you for advice, you tell your friend that because you think of breaking up with your lover, your boyfriend or your girlfriend, so just break up. But if for example, đã say Zhao, you should break up with that girl, but Zhao love her. So Zhao will hate that because that give him advice that he doesn't like. But that say Zhao continue to love her. Don't break up. That Zhao would that person is not good for me. So Zhao hate that again. You don't understand me. Mai Don't. mốt cái hầm đổ vỡ là đang còn cười. Okay. So maybe when Zhao asked that for advice, that should say, if you love her, or you don't love her anymore, you decide, tự mày tự quyết định đi. Ví dụ như người yêu của tao thì tao quyết định, còn người yêu của mày mày tự quyết đi. Đúng không? Ngày xưa có một người nói với cô như thế này nè. Cái cuộc đời của mình á, It's your life. You are the only person to be responsible for your own life. If you think other advice, maybe other can give you advice, but in the end, you should be the one to make the decision. Because if you ask them to help you, they Nhận. request you to make a decision, and one day, that decision is not right for you. You still be the one to be responsible for. So you should be the person to decide. For example, I think of quitting my job. You know, quit the job. Okay, I don't want to do my job. You know, quit the job. Bỏ. Yeah, quit. I write it again. Quit a job. I think of that many times. One day, I asked my friend for advice. She told me that it depends on your current financial conditions. If you say it's okay when you quit a job and you still have money to pay for everything, okay, you just quit. But because only me, the one who know my current financial, you know, financial condition. Financial is related to money. Money. Yeah, my friend told me that you should think of your situation and then you make a decision. Because she can't tell me, oh, quit the job. And in the end, if I cannot find another one, I would plan for her. I would plan. Okay? Plan on the other person. Ví dụ như hồi trước mà nó xuống như dầu chia tay đúng không? Sau này dầu hối hận, ghét bạn luôn. Không chơi nhau nữa. Cảm ơn. Ok. So, thực ra là khi mà cô hỏi cái câu đó là Đạt đã đưa ra cái ý kiến của mình rồi. Tức là trong trường hợp đó em sẽ làm như thế. Còn cái người kia họ chỉ nghe câu chuyện của mình thôi. Bản thân họ phải tự quyết định. Vì vì nhiều khi á, đôi khi mình đưa ra quyết định xong, nó quyết định xong nó không hạnh phúc, nó đổ thừa mình. Đúng rồi cô, em bị gọi. Hồi trước cô có hỏi một người bạn thì anh ấy mới bảo là khi hỏi á, thì anh chỉ đưa ra cái phân tích cái vấn đề cho mình thôi, còn bản thân mình phải là người tự đưa ra quyết định. Còn nếu mà mình yêu cầu người ta đưa cho mình cái quyết định thì người ta không chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Và mình sẽ xảy ra một cái trường hợp là mình hay đổ lỗi. Cho nên khi mình hỏi ý kiến thì một là mình giữ im lặng, hai là mình sẽ analyze the problem. Both sides, good side and bad side, and in the end, that person need to make a decision by themselves. Make a decision. Và thực ra là cô đang hỏi mấy cái đứa con này, mặc dù nó không dính trong bài, nhưng mà khi đi thi nó sẽ mình phải phát triển cái tư duy, mình phân tích vấn đề, mình mới respond được cái câu trả lời. Tiêu chí chấm điểm nè, phát âm nè, từ vựng nè, logic nè, và liên kết ý.
câu trả lời có hợp lý hay không và cái ý mình trả lời nó có liên kết với nhau hay không. Đạt đang mất tập trung kìa, đúng không? Anh Đạt mới quay qua lấy cái gì hả? Okay, làm cho cô trang 159 nè. Một năm chín Ok, một năm chín. quá kìa. Repeat to me. Get angry. Get angry angry Get divorced. get divorced Get get fit Get lost. get lost. Khi mình đọc nhanh hai từ thì cái chữ T của từ get mình có thể không bật nhé. Get lost. Get lost. Không S nha. Get lost. Get lost. Okay. Get married. Get married. Không bật S nha. Get nervous. Get nervous. Get ready. Get ready. Okay. Get better. Get better. Không có S nha. Get better. Get better. Mình nuốt được chữ T ở đây nhé. Chữ T ở đây mình không cần phải đọc nữa. Mình đọc là get, nhưng mình không cần phải get. Mình đọc là get better luôn ha. Get better. Get better. Get worse. Get worse. Get colder. Get colder. Get a job. Get the job. Get a newspaper. Get the newspaper. Get a ticket. Get the ticket. Get into a car. Get into a car. This is a car and you get into a car. And you get out of the car. Get out of a car. Get out of the car. No S. Get out of the car. Get out of the car. Get on a bus. Get on a bus. Get talk. Get on a bus. Nói âm cho cô get talk. Get on a bus. Phải S ở giữa nha. Get top a bus. Get on a bus. Đạt bị S rồi. Get top. Get on. Get on with someone. Get on with someone. Get up. Get up. Get home. Get home. Get to school. Get to school. No S. Get to school. Get to school. Get to work. Get to work. Get an email. Get email. Get a present. Get the present. Get a prize. Get the prize. Match with the picture here. Picture one. Picture one. Get. Get lost or nervous. You sound look at. Okay. Get married. Get married. Get involved. Get married. Vừa mới kết hôn xong thì vậy luôn hả? Tôi Okay. Get divorce. Number four. get lost. Get lost. Get. Get ready. Get fit. Get fit. Get fit. Get. Get ready. Nhỏ này làm gì vậy ta? Để cảm xúc. Ngựa ngựa chuẩn bị đi đâu không? Get ready nó ngựa ngựa. Get ready. Number seven. Get angry. Get colder. Get colder. Cool, cool, not cool. Colder. 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 Number nine. Get better. Get worse. Get better and get worse. Get worse. Yeah. Một bên là better chứ. Đúng. Get better. And here, on the left, get better. On the right, get worse. Number 10. Get a ticket. Get a ticket. Get a job. Get a job.
Get a new paper. Get a news. Ha. Newspaper. Newspaper. Number 13. Yes, on quick some body. Get on with, what does it mean? Nói chuyện nha. Nói chuyện mà kiểu nó hợp nhau á, hợp nhau, không 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 phải là con người yêu hay không, mà còn là ví dụ em với giàu hợp có tính. hợp tính với nhau á, đúng rồi, hợp tính tình á. Get on with Ừ. somebody. 14. Get up. Get up. Get. 15. Get into a car and get out of a car. No, it's not a car, it's a bus. Bus. A bus. Vậy là on off. Get on a bus and get up a bus. Get on a bus and get up a bus. Number 6, get into a car and Yes, out of a car. Get out of a car. 17, go to work. Get to work. This mean go to work. Get to work. This mean go to work. 18. Get home. Không có s nha giàu nha. Get home. Get home. Tức là mình đọc get home, nhưng mà khi mình nói mình được nuốt cái chữ t nếu như đằng sau nhé. Nếu đằng sau mình nuốt được ha. Nó sau là một cái chữ thì là get home. Get home hoặc là get home. Get. Get to. School. Get to school. 20. Get a present. Get a present. 21. Get an email. Get an email. Yes. Okay, get an email. And the last one. Get a prize. Can I answer my question? Zhao, when do you get nervous? I know what before the exam. I get nervous before the exam. Dad, when will you get married? I think I get married when I am 30 years old. Okay. 30, not thirsty. Thirsty and thirsty is different. 30 and not thirsty. Okay. When you thirsty, you want to drink water. Thirsty. And then you 30. Okay. So, no, I would ask another question about this. No, don't. Khi nào mày ly hôn? No, I don't ask this question. No, no. Do you think that when a couple are not happy, should they get divorced? Happy together, should they get divorced? No, I don't. No, I don't think so. So if they are not happy, what should they do? I think we could happy. Không vui thì nó vui. No. Kiểu Nói đi. Kiểu gì? Giống như là phải ngồi lại nói chuyện này kia con rồi giải quyết vấn đề một cách hợp lý. Yes, they should sit together. Sit together and think carefully. Hả? Dùng những từ đơn giản thôi ha. Think carefully before they make a decision. Again, if they are not happy, I don't think they should get divorced. Or if they want to get a divorce, they should sit together and think carefully before they make a decision. Giờ nói lại nè. Không nhớ cái gì nói cái nấy thì không sao, không cần phải nói chán. Chỉ đưa idea thôi. Nói lại. If they are not happy, should they get divorced? If they are not happy, get divorced. Shouldn't. Tự nhiên không they biết gì should. They should.
should think carefully. They should think carefully because they if they have kids or not, they should think carefully. And when they think carefully, they can make their own decision. Maybe they want to get married again. Nó chạy tám đời luôn đó mà ghét lại. Have you ever seen someone divorce and then they get married again? Have you ever seen that? Yes or no? Yes or no? Cô hỏi nhìn thấy trên cuộc đời chưa nha? Nhìn thấy chưa ấy? Nhìn này chưa luôn cơ. Có ta? Không okay. Kiểu cái lộn rồi rồi xong cái ở riêng một cách cái xong hết giận về thì có, chứ mà ly hôn rồi mà kết hôn lại em chưa thấy. Okay, I used to see that a couple get married several years and then they get divorced. That man get married to another woman, that woman get married to another man and then they divorce again. And in the end, two person get married again. It's Cũng là depend. chắc But nowadays it's difficult for the two couples get on well again together because in a modern time, people have more chances to meet people online. Huh? Or they want to travel to anywhere. They can travel to everywhere they want. And when they get married, they would, when they get divorced, maybe they will meet another one. And then they will get married to another one, not the old one. Xã hội ngày nay, tỷ lệ ly hôn ngày càng cao. Tại vì ngày xưa là kết hôn rồi thì bám chắc người đó và cam chịu tới cuối đời. chắc hôn chung sớm nữa còn miên sớm chơi nha. Còn ngày nay thì thậm chí có người kết hôn rồi nhưng mà họ đi ra ngoài, họ quen người này người kia và họ kết hôn với người khác. Ngày nay xã hội ngày nay nó bị gọi là cái đạo đức của con người bị suy thoái khá là nhiều. Cho nên nó hiện đại quá thì nó cũng Hay có cái tốt, có cái tốt nhưng mà hài đi có cái này nhưng mà có cái kia ha. In the modern times, people have more chances to meet a new one. So I think, in my opinion, I think that when they get divorced, maybe they will meet another one, and they rarely meet again and get married again. That have you ever got lost in a big city? Yes, I have. Yes, lost in the big city. Who help you find a way? Call no, I use Google Maps. Okay. How much time did you get lost? Did you get lost? How much time? 1 hour, 2 hours? About 15 minutes. 15 minutes. Oh, it's okay. I got lost many times in Ho Chi Minh City, and when Em cũng vậy okay. In Đà Nẵng, I got lost too, but the traffic in Đà Nẵng is not so bad. Yeah. When I got lost, I didn't encounter traffic jam, so I can find I can ask the people on the road. Actually, I have the at that time, I have Google Map, but I don't know how to use Google Map. Until one day, my friend told me that you can use Google Map to find a way. And now, even I get lost, I can use Google Map again to find a way. Okay. How can you get fit, Zhao? No. Do you do exercise? No. No? Do you want to get fit? Yes. But I see you do the housework every day. I think you can get fit by doing a lot of housework. No? Okay. Maybe you do you think you eat too much? Yes or no? Yes or no? Không hiểu cô. Do you eat a lot? Do you eat a lot? Có ăn nhiều không đó? Yes. Do you do exercise? Yes. Yes. He wants 30 minutes. Okay, but you don't get fit, right? So I think you should do exercise more.
Yeah, because the amount of calorie you take into your body should be less than the amount of calories you burn. You eat more, but you burn less. You get fat. You eat less, but you burn more. You see dinh dưỡng. Okay, this means you are thin. But if you can balance the amount of food you take into your body and the amount of calories Burn burn quen lắm. đúng burn cái bút của cô rồi the calorie. Đốt cháy calo. That's right, calorie. Bị lỗi rồi. À, burn calorie. The amount of calorie we burn every day with the amount of calories we take in our body. We should be balanced. We should balance. Okay. Đó. Okay. Yes, balance. Dad, today you have a party. Yes, I have a party. You get ready Yes. Do you repair smart clothes? Smart clothes or normal clothes? Smart. Normal clothes. Yeah, just normal clothes. Do you take Zhao to go with you? No. Is your friend also Zhao's friend? No. The same friend? No. Có No. không? Không không hả? Dạ không. Okay. Zhao, do you want to go out tonight? Yes. Who do you go with? It's me. Long. Alone? Ý là đi với cái bóng hả? Hey, alone. I'll go alone, okay. So that when you get angry, when do you get angry? Who can make you angry? Do you often get angry at work? Chắc là tại công việc đó. Yes. Do you show that you are angry with your coworker? Coworker. Yes. Do you hide your feeling? Không biết tả sao đúng cô. No, don't hide the feeling. You shouldn't show that you're angry at work. No. Shouldn't show on your face that you get angry. It's not good for you because you need a job. It's not good. It's not good. For example, when I don't want to do the job, I would show them that. I mean that when I let them know that I'm angry, okay, I will keep silent and then they know that I'm angry at that Nó time. cũng tùy mức độ. But I just show that I get angry when I want to quit the job. Because I see no, the job is not important to me anymore. Okay, I can get angry. But if it's still important to me, I cannot lose. Yeah, I cannot lose a job. So you need to hide your feeling. You need to hide your feeling, especially when you are at work because you need a job. Okay. Zhao, is the weather gets colder in your city now? No, No, it's hotter. Very hot. very hot. Yes. Oh, a little cool. A little cool. No. No cool. Yes, no cold. No cool or no cold. It's very hot. Ngoài này lạnh muốn xỉu luôn nè.
Đây nó lạ đúng không? Ok. Ở đây đang 30 mấy độ. Rồi. Đạt. Does your relationship with Zhao get better or get worse every day? Nó rất là bình thường, ghét nó Ah, it's not more every day. You don't think that it gets better every day? Just no thấy more. nó bình thường. For example, if Zhao run out of money, do you lend him some money? Do you lend Zhao some money? Đấy. Dạo lúc nào cũng rất là nhiều tiền, chỉ có em No, mượn English. nó. English. Kiểu nào, tức là em phải nói cái câu tiếng Anh, từ nào không biết thì chen tiếng Việt vào ha. He very rich, so he never lend from He me. never borrow money from me. Okay. Do you borrow money from Ủa có không mày? Hình như Có. có. Có khi Ok. em mua đồ em kêu nó trả tiền giùm. Trả tiền giùm hay là cho? Thế là có Do khi đặt you đồ mà em return chưa money thanh by toán rồi the cái em kêu nó trả tiền giùm. way? Do you Có chứ return cô. him? Ok, it's Yeah. good. Ok. Do you think that get worse or get better when the first time you see him? It gets better. That get better or get It gets worse? better. Ok. Rõ ràng vậy rồi. Yeah. Do you think you get better every day? Đạt No, no, that get better. How about you? mày hỏi mày á. Do you get better every Thấy mày tốt mày tất cả mỗi ngày thôi. Yes Yes. 10 điểm tự tin. or no? I see myself get better every day because I study more, I earn more, I become more independent. I play game Independence. Independence. Zao, are you independent? đi cái trận kìa. A Yes, little. A little or am. A a lot? A lot? Okay, you are an independent a lot. So lot dữ vậy sao? Đạt, when you go to the cinema with your girlfriend, do you get a ticket or you let her get a ticket? I guess the tickets. Who pay money? She pay money, right? You get a ticket and she pays money. No, I pay You pay money. money. Do you share with her? Sometimes I I see your girlfriend is rich. Do you think so? with Yeah, okay. Because she has job, right? She has a job. sometimes tôi tháng 20, còn em có 5 triệu. Okay, don't worry. Don't worry. She can share with you the fee. It's no more. As long as she can pay for your life, daily life, it's okay. When go to the cinema, just ask him to share. It depends on the girl. It depends. She cannot find a low salary boy, low salary part-time job, boy pay everything for her. Because when she is in a relationship with you, she should know your financial condition. Mà nhìn nhìn mặt Đạt kiểu bad Có đó cô. Ủa sao bộ em cũng nói em y chang vậy? nha. Chắc là do cái đầu tóc. Do cái đầu tóc. Đâu, giờ em hết kiểu tóc rất là bình thường, hồi đó còn kẻ kẻ tọc tọc đồ dễ dẻ luôn. À, gì hả? Nhưng mà nhỏ đó nó bảo em bad boy đúng không? Bảo em chát bôi. Nhưng mà nó thích bad boy đó mấy bạn em nha. Em cũng biết. Ok, just a joke. Đạt, sorry, Dầu. Dầu. Have you ever got a job?
Nói không, cái tiếng Anh, cái can. Yes or no? Yes, yes. I have get a job. You have got a job. Where? Where? Where kìa? In the limit. Hả? Phòng khám mà cô. Oh, có rồi hả? Dạ. Tiền rồi hả? Hồi nào vậy? Khi nào vậy? Nửa tháng. Nửa tháng hả? Tốt mà. Sao con biết gì vậy? Cô tưởng bữa bao đi trực là tưởng đi 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 thực tập, tập chứ. Công ăn việc làm của anh ổn định hơn em đó cô. The same clinic with Đạt right? The same. No. Cùng phòng khám luôn đúng không? No, no. A different. It's Okay. different. Sao vậy? Sao tự dưng hôm nay nghĩ tới việc làm việc vậy? Không phải là em cần tiền đâu, cô biết em không có cần tiền nhưng mà em cần Hả? experience ấy. Đúng rồi. Thật sự No, luôn, em cần cả hai cô. ví dụ. Thì có dối lòng nữa. Tại vì cô không nghe về là em đi làm gì hết Mắc tới khi cười nó lắm cô. Lúc tôi. lúc mà nó chưa có công ăn việc làm, nó ăn xài phung phí lắm cô, tự nhiên nó đi làm được hai bữa cái nó ngồi nó tính chi tiêu, nó ăn tiết Thì nó kiệm. đi làm nó mới biết đọc tiền khổ cỡ nào ấy, Đúng chứ rồi, xong ba em mới mẹ nói cái việc của mày là tao đã tính từ hồi 3 năm trước rồi, bây giờ mày mới bắt đầu tính. à, nhưng mà cô ngược lại lúc cô đi làm cô xài nhiều hơn cô chưa đi làm, không phải là phí mà là À, em khi cũng vậy. mình có điều kiện thì mình sẽ bắt đầu chi những thứ mình cần, Ừ. Mà còn lúc những trước tối hè nó thứ cứ nói em mua đồ này kia hoài đó luôn. hả? không, nói chung là chi thì cũng có chi, còn ví dụ như lúc mà chưa đi làm thì không chi được tại lý do là không có tiền để chi, còn Không có giàu nó tiền. khác, giàu nó là tiền nhà Dạ biển đúng rồi. đầy kho ấy, giàu thóc đầy kho Tiền hả? đầy kho đó cô. Hả? Bao lúc đó ba mẹ cho. Thì đó, tiền ba mẹ cho đi phải đi làm mới biết đồng tiền nó thế nào, bớt chơi game lại chứ, cái 2 năm mà hai cái máy tính là đại ro. Đại ro. No. Ok, Người ta so gọi là đại gia miệt vườn đó cô. Sai à, đi làm part-time rồi đúng không? lầm. Ủa rồi có phỏng vấn tiếng Anh gì không? Không có. Không mà, nói nghe là khi nào đi tìm việc mà người ta hỏi nói tiếng Anh được hay không thì nói là a little bit, thì hiện tại có nói được rồi. Nhưng mà nếu mà chưa tự tin lắm thì có thể nói là em đang học khóa giao tiếp tiếng Anh. Chứ đừng có nói là, tại vì tùy khả năng của mình ấy. Bây giờ đang cô hỏi tiếng Anh mình đứa dịch thêm tiếng Việt rồi đứa chờ. Rèn đọc nhé, rèn đọc trong vòng 6 tháng thôi em sẽ lên skill nhiều lắm. Rèn đọc đi, cô cũng ngày xưa cô đọc học xe cách thì thời gian sau cô cần thi gấp thì cô cũng đọc hàng ngày, đọc tới là đau cổ họng mình cứ rèn. Chết rồi, làm kiểu này rồi. Tiền đâu cho hết. Trời trời. Học Mắc lẹ nha. cười lắm. Get a newspaper. Do you get a newspaper? Or you read online? I read online. Because we don't need to pay money. Yeah. We can read everywhere. We can read everywhere. Lúc cô nói thì trong đầu nhớ repeat lại cái ID đó, làm sao mình có thể nói lại nhé. We can read everywhere. Do you get on well with that? No. 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 You No, don't get on well with that, but you can live with that for a year. nó cũng Okay. lạ lắm, cũng thắc mắc. Do you get on well with your coworker at work? Oh Nói oh yes, đập trong mặt bây giờ đó. Yes, no. Vậy đưa cái câu này ra hai cái đứa này. Ai? I guess on with Okay, do you giả nai when you go to work? Yes. Okay. He pretend to be naive. Naive. ngày giảng hai đấy này. Okay, so I think maybe Zhao keep silent at work and he is kind to other people, right? Zhao.
Dạ. Are you kind to your coworker? Yes or no? Oh, yes. And you can buy them Yes. case. No. Good. Okay. Đi làm rồi là biết trân trọng đồng tiền nè. Now, what time do you get up? When you go to school, what time do you get up in the morning? I guess it's the at 7 a.m. If you don't have a job, if you don't need to go to school in the morning, what time do you get up? If don't have a test, I get up at 11 a.m. Thì cái cô ngày nào cũng ngủ tới gần 11 giờ. Ok. Dạo. Dạo, do you use the bus in Ho Chi Minh City? Yes or no? Yes, I do use the bus in Ho Chi Minh So you travel to school by bus, right? I sometimes travel to school by bus. And sometimes travel by? Do you have a motorbike? Yes, I have a motorbike. Okay. Dad, have you ever traveled by car? Dad. Yes, I have traveled by car. Whose cars? Whose car? Xe của ai? Sugar No. Xe của ông tài xế taxi. so travel by taxi, not car, Vậy. okay? Taxi nhé, tức là car là sẽ là taxi, nó thuộc loại dịch vụ công cộng rồi. Thì nó cũng là car, nhưng mà nếu mình mua về thì mình gọi là car, nhưng mà nếu mình đi mình trả tiền theo kiểu đó thì mình sẽ gọi là taxi nhé. Taxi. I have never traveled by car because I don't have a car, but I travel by taxi. By taxi. Taxi is also a car, but you need to pay money. You pay money because it is a service. It's a service. Service, nó là một loại dịch vụ rồi, thì mình gọi là taxi. Cùng là một hình thức thôi. Một cái kiểu phương tiện đó, nhưng mà cái tên gọi khác nhau hết. Zao, what time do you get to work? I get to work at 5 p.m. Ủa, hai đứa này làm giờ lính vậy? 5 p.m. 5 giờ chiều làm part time đúng rồi cô. Mấy giờ về? Nói. Thì 10 giờ tối cô. 10 p.m. Rồi về bữa đi học làm sao? Chết rồi. Đi rồi. Sao cô? Học được Thì buổi đi làm sáng. học ban ngày á cô. Hả? Học ban ngày mà. Không, mà đi làm kiểu này là đếm tiền, chịu nổi, Dạo đếm chứ em đâu có đếm mệt lắm lắm. cô. Em chưa được đếm tiền. Bữa đó đi gác, đi cái gì, đi gì ta? Gọi là đi gì á? Bữa giờ nói. Bữa Đi đang nói. chật À, đi trực xong về đếm tiền mệt quá. không? What time do you get home? I guess mấy giờ Trời ơi. 7 p.m. Ủa sao làm có 2 tiếng hả? Ủa? Câu Cô hỏi. hỏi chuyện lúc mày về nhà chứ không phải lúc mày đi làm. Cái thằng I get home Ủa là sao?4 p.m. Cái gì trời? Nó đi Ủa? làm 5 giờ chiều mà nó đi làm 4 Xin giờ lỗi. chiều. No. So you get to work 5 p.m. and then get home at 9 p.m. right? Yes or no? 10 10 p.m. 9 p.m. Cô còn mấy ngày học có bị dính mấy ngày học thì đâu đi làm đâu cô. không? Không, cô đang bảo tối thứ ba kìa. Dạ Không không cô. cô. Thì là đi học là đâu có đi làm cô. Không, cái hôm nào mà cô dạy thứ ba đó, Tuesday evening á. Đúng rồi, là bữa đó em không có đăng ký đi làm. Nó cũng có đi làm. Mà hai hai đứa nó mắc ngồi đếm tiền nên nó mệt đúng không? Không giàu đếm đó cô. Chứ em phải chi tỷ tỷ thứ một mình em. Còn giàu Ok. là chỉ chi vào một vào thôi. Em trai nhưng mà chi gì mà nhiều vậy không? Mua mấy son hả? Mua Không son mua mì phải, tôm thì thì chi là tiền trọ, tiền
Tiền Okay. mấy cái tiền chi tiêu cá nhân của em là em tự chi mà. Okay. How many days a week do you get to school? Friday đúng cả. À đúng Tát rồi. cho mặt quá. I get to school. I get to school on Friday every week. Five days a week. Not Friday a Sao bữa nay mình hai đứa cứ mẹ cô nhắc hoài nói cứ yes với no không vậy? Thì giống như tổng thống mà đi đúng rồi week. nói gì vậy? Okay. Zhao. Zhao, on New Year, do you get a present on New Year? Như Hết sao? ai tặng bạn no Để nó tự nói lại. No. no I don't Do you no present? I never give that a reason Why? Why? because người vô Tự tâm dưng hai đứa con trai ở chung nhau mà tặng quà nhìn nổi da gà à, không em cũng thấy vậy luôn. nha. Ok. Dad, do you often get an email? An email from work? Yes, I have guest an email for Do you check email on the phone or on the laptop? I check email on the phone. Okay. So have you ever got a prize? No. No, No. no, No. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nhận phần thưởng hả? Đâu phải là cái cúp này đâu, cúp là cái trophy, còn đây mình chỉ cần nói prize thôi, phần thưởng thôi. I have got a right. It's the No, you money. Money. No money. Okay, they can certificate. Ông nhỏ kia ông cứ bồn chồn muốn đi sinh nhật hả? Hay là cuối năm? không cô Hả? có trúng cái nào gì gì cô Cuối năm hả? không đây là à, nó mua điện thoại mới xong nó rửa rồi rủ đi ăn vậy thôi. Trời ơi, ghi chú vào, ghi bài tập về nhà này. Phần này về trả lời cho cô nhé. Trả lời câu hỏi phần này, tức là có phần cô con ID nhưng mà có những cái em làm được thì em cứ tự trả lời nhé, cứ dùng Google dịch thoải mái nha, Dạ, không được bữa nào dùng, cũng dùng hết chứ. cứ dùng đại đi. Không có ai bắt bẻ gì đâu. Phần này cô dặn chưa làm bài cho bài C nè. Đánh dấu giùm cô nhé. Đánh dấu nào. Làm Mình rồi làm. chưa? Đúng là Ok. em làm rồi mà em không nhớ tôi có dặn không? Cô dặn phần này chưa? 8.13. Dạ rồi luôn. 13, 14 dặn rồi đúng cô, làm rồi. Làm rồi luôn. Đỡ vậy. Trả lời cho cô câu này nè. Đúng rồi. Có vẻ gì? Nhiều hả, làm cái kia rồi nhiều ít vậy, Không, em nói có vẻ dài mà có vẻ nhiều. dài kệ nó kệ nhiều tốt thôi. Rồi phần này là hai đúng không, hai phần. 18 làm chưa, một ngày mình có thể đi được 1,5 bài nhé, mình đi được 1,5 bài. 18 chưa làm đúng không? Chưa. 18 là chưa có gì luôn không? Rồi cái 18, 19 này để cô gửi. Nhưng mà đánh dấu vô cô làm nhé. Tức là cô gửi cô gửi cái chấm nào thì về cứ lọc cái bài có cái chấm đó làm nha. Rồi nhớ, hôm nay như cô không có ghi từ nhiều, không có ghi từ luôn á. Hôm nay làm danh sách. Hôm nay làm danh sách nhiều. Cho nên là về là làm cái đó cộng thêm tuần sau vẫn học thứ ba với thứ bình thường ha. Học thứ ba phải bình thường, nhưng mà thứ tư với thứ sáu là làm gì làm, gửi cho cô 2 ngày. Em phải lên một cái lịch, là em phải ghi là thứ mấy là bà cho cô, phải làm đúng cái deadline đó nha. Tại vì khi mà em học lên trình cuối B1 đầu B2 đó, tức là em muốn thi B1 thì em phải học lên B2 thì em mới đi thi thoải mái được đó. Mà khi học lên cái này thì bài tập nó sẽ nhiều hơn, em phải có một cái deadline rõ ràng. Thì cô đang đèn cho em là người làm bài tập nó sắp tới bài nó sẽ nhiều hơn nữa, và em có thể, tức là khi em quen rồi em sẽ làm bài rất là nhanh, khi em làm nhanh rồi thì em sẽ làm nhiều bài,
Miễn sao là một câu, em chỉ mất cho cô 15 giây cho một đáp án Ủa, để mày hỏi cái tùm gì vậy? Ủa, nó nhắn vô cái này nào vậy? lum. Nhắn gì đó, nói chung làm đi, phải ghi đúng cái deadline cho cô, thì cô đang rèn làm sao mà về sau đi thi là Dạ. một đáp án là chỉ mất có 10 tới 15 giây để ra một một câu thôi, tại vì đi thi là bao nhiêu, 100 câu đọc và 100 câu nghe, em làm không quá 10 giây là em thấy không được nha. Cái gì vậy Đại? Yeah. Lỡ rồi, dễ cho nó ra cái mặt. Gửi bài rồi, nghỉ đi, để cô gửi cái này nào nè, gửi bài xi Bye cho nó đi bye cô. chảy hội kìa, không là nó bồn Dạ chồn.